Ok, xin kính chào toàn thể anh chị em, cô dì, chú bác gần xa đang theo dõi và ủng hộ ở trên kênh Storm Vintech One. Dạo gần đây cũng có vài bác khách quen có điện cho em hỏi về cái dòng đồng hồ Seiko Lodmarble. Cũng có mấy bác điện và đặt hàng em mấy chiếc đồng hồ Lodmarble 36.000 như thế này. Và đợt vừa rồi thì em cũng có về được hai chiếc, một chiếc màu vàng và một chiếc thép. Tuy nhiên là chiếc màu vàng thì nó là cọc học trò như thế này, còn nếu chiếc thép thì nó là cọc vạch, và cũng được hai bác khách quen ở Hải Phòng và Hà Nội ủng hộ và giao lưu rất là nhanh, cũng chưa kịp lên quay clip gì cả, tại vì hàng về cái thì cũng chụp ảnh gửi cho các bác ấy, và các bác ấy ok và đóng gói gửi luôn. Hôm nay thì em cũng về được thêm một chiếc Lodmarble, chiếc thép, và mặt đeo của nó là mặt đeo cọc học trò. Thì như nhiều anh em chơi và sưu tầm cái dòng đồng hồ Seiko cũng như là dòng đồng hồ Lodmarble 36.000 nói riêng, thì anh em chơi thì cũng đều có một cái cảm nhận chia sẻ lại, đó là cái dòng Lodmarble 36.000 này chơi nó cũng rất là hay, đặc biệt là cái bộ máy 2 bit 36.000 đầu tiên của Seiko được trang bị vào cái chiếc Lodmarble 5740C này. Chiếc 5740C này thì nó cũng là chiếc Lodmarble bản cuối cùng của Seiko được của Seiko sản xuất. Nó cũng là phiên bản đầu tiên mà được hãng Seiko trang bị cái bộ máy 36.000. Anh em nhìn kim của nó, kim dây của nó trôi rất là êm luôn, không thua gì những chiếc đồng hồ GS 36.000 hoặc những chiếc KS45 2 bit 36.000 cả. Nói về cái dòng đồng hồ Seiko Lodmarble này thì cái thời điểm mà nó được ra mắt, giới thiệu đến toàn thể công chúng thì cũng được rất nhiều anh em chơi đam mê sưu tầm giới mộ điệu, người ta chơi và săn tìm rất là nhiều. Chiếc này thì nó là một chiếc đồng hồ chuẩn vintage, có cái size mặt là size 35, bốn đầu càng nó cũng khá là đẹp, rất là to, nhìn cái bản mặt đồng hồ của nó khá là bề thế. Chiếc này thì vỏ của nó là vỏ nguyên zin, có những cái vết sức răm theo năm tháng ở trên cái bề mặt vỏ của nó, nhưng cái vỏ của nó thì nhìn những cái đầu càng anh em nhìn nó còn rất là nét, rất là sắc cạnh, nhìn nó rất là nét luôn. Nói chung là cái thành vách của nó nhìn rất là cứng cáp. Kính của nó là kính mica, kính zin, kính của nó rất là trong, núm của nó cũng là núm zin. Cái dòng đồng hồ Lodmarble 36.000 này thì về cơ bản nó chỉ có một chức năng là chỉnh giờ và lên cót. Đó, về cơ bản nó là chiếc đồng hồ lên cơ lên cót tay mà. Nói chung là những chiếc đồng hồ nó càng đơn giản thì nó càng bền bỉ. Có rất nhiều anh em thích chơi những cái chiếc mà nó không có lịch như thế này, nó đầy đủ 12 cọc số, nhìn cái mặt đều của nó rất là hài hòa. Tuy nhiên đấy là thẩm mỹ và sở thích của mỗi anh em, mỗi người có một sở thích riêng và một cái gu thẩm mỹ riêng. Chiếc này thì cái mặt đeo của nó là mặt đeo màu trắng phên lụa, một cái mặt đeo rất là đẹp. Các cọc số của nó là các cọc số của nó là cọc số học trò, có vạch sơn đen ở bên trên, cọc số nổi khối, bộ kim trắng và kim giờ kim phút thì nó cũng là có vạch sơn đen. Phía dưới cọc 12 giờ là logo Seiko trắng nổi khối, bên trên cọc 6 giờ là dòng chữ Lodmarble 36.000, phía dưới là cái hoa thị lốc xoáy của Showa. Dòng chữ Lodmarble này tiếng Việt thì nó có nghĩa là chúa tể, anh em không còn xa lạ gì nữa rồi. Bên trên vạch ly là dòng chữ Japan 5740, bên cạnh là 8030T. Kim của nó trôi rất là êm luôn. Chiếc này thì cái nắp đáy của nó là nắp đáy xoáy. Ở cái mặt sau của nó anh em sẽ nhìn thấy cái dòng chữ 5740, bên cạnh là dáng 8000. Dòng chữ Senko, logo lốc xoáy còn rất là rõ nét. Chiếc này thì nó là chiếc thứ 1251 được sản xuất trong tháng 8 năm 1964. Máy của chiếc này thì không có gì để phải bàn cả. Nói chung là rất là nhiều những chiếc đồng hồ Lodmarble 36.000 mà mình đã từng bán ra thì cái bộ máy của nó thì gần như là không có bộ máy nào mà nó lỗi hay là xấu cả. Chưa có một bác khách nào phản ánh về những cái bộ máy của những chiếc như thế này, nó chạy rất là êm. Nói chung là đã căn chỉnh chuẩn chỉ rồi thì anh em về là chỉ việc dùng thôi, cứ đến định kỳ là 2-3 năm thì anh em mang đi lau dầu một lần thì
để đảm bảo được cái bộ máy của nó được luôn luôn được bảo dưỡng và chạy nó hoạt động được một cách chính xác hơn. Trước này thì mình gắn cho nó cái bộ dây da bò khâu tay rất là đẹp, size 19, size khóa của nó thì là 15. Trên này cái khóa của nó là khóa Senkozin rất là đẹp anh em nhé. Khóa này của nó là khóa nhôm Senko nổi rất là đẹp. Trên này thì mình xin phép giao lưu anh chị em nguyên combo như thế này với giá là 7,2 triệu. Anh chị em nào quan tâm thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh chị em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh chị em có nhu cầu. Và mọi người xem video thì nhớ để lại cho mình một like, một comment và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mọi người nhớ ấn vào nút thông báo tất cả để có thể nhận được những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới nhé. Ok, xin chào anh chị em và hẹn gặp lại ở các clip sau.